bây giờ mình sẽ xếp lì xì, tặng lì xì Tết cho mọi người, bỏ tiền vô lì xì để Tết lì xì cho mọi người. Rồi bây giờ mỗi người một bao tháo ra, rồi lát mình bỏ tiền vô, nhét tiền vô lì xì cho mọi người. Ừ, đây là những số tiền mà mình sẽ bỏ vô cho mọi người. Bốc thăm ai bốc được tiền nhiều hay là tiền ít, hên xui xui ai đi. Rồi bao nhiêu bao? Bao lì xì làm ba, rồi mình bỏ vô túi quà,